Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Người Ukraine vui mừng khi đối thủ của Putin bị kết án 4 năm tù. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Ukrainians cheer as Putin rival sentenced to 4 years in prison. Nghĩa là người Ukraine vui mừng khi đối thủ của Putin bị kết án 4 năm tù. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Igor Gekin, blogger quân sự nổi tiếng, người đã công khai chỉ trích Vladimir Putin đã bị kết án 4 năm tù, gây ra phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng người dùng mạng xã hội Ukraine khi nhắc đến vai trò của ông trong vụ bắn rơi máy bay năm 2014. Hôm thứ Năm, Tòa án thành phố Mykolaiv đã kết án Gekin, người còn được biết với bút danh Streko, về tội kích động chủ nghĩa cực đoan, một cáo buộc mà ông phủ nhận. Là cựu sĩ quan của cơ quan an ninh liên bang Nga gọi tắt là FSB và là cựu chỉ huy quân đội, Gekin là nhân vật chủ chốt trong việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 và giai đoạn đầu của cuộc xung đột sau đó ở khu vực Donbass. Ông ủng hộ cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine nhưng chê bai hành vi của Putin trong cuộc chiến và bày tỏ sự lên án của ông đối với giới lãnh đạo quân sự Nga trên mạng xã hội khổng lồ của ông. Ông bị bắt vào tháng 7 năm 2023 và bị buộc tội kêu gọi hoạt động cực đoan. Các cáo buộc chống lại Streko có liên quan đến hai bài đăng trên Telegram. Một trong số đó mô tả việc Crimea có thể mất vào tay người Ukraine là tội phản quốc và bài còn lại liên quan đến việc trả tiền cho các quân nhân. RBC đưa tin, dẫn lời các luật sư của ông. Bản án mà Gekin nhận hôm thứ Năm cũng cấm anh ta truy cập Internet. Điều này sẽ ngăn anh ta có thể chỉ trích Putin trên mạng. Trước khi bị bắt, Gekin đã gọi Putin là kẻ hạ lưu, người đã lãnh đạo đất nước trong 23 năm và rằng Nga không thể chịu đựng được thêm 6 năm nữa. Putin sẽ tái tranh cử Tổng thống vào tháng 3 trong một cuộc bầu cử có kiểm soát mà ông dự kiến sẽ giành chiến thắng. Gekin là người đồng sáng lập nhóm chính trị theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Câu lạc bộ những người yêu nước giận dữ vào mùa xuân năm ngoái, nói với Reuters rằng Nga đang trên đỉnh của những thay đổi chính trị nội bộ rất nghiêm trọng có tính chất thảm khốc. Anh ta cũng có liên quan chặt chẽ đến vụ bắn rơi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines vào tháng 7 năm 2014 và bị kết án vắng mặt về tội giết người hàng loạt. Những người dùng mạng xã hội ủng hộ Ukraine đề cập đến thảm kịch khi viết về bản án của anh ta. Nhà báo người Ukraine Oskaterchi rằng bạn không nên cười nhạo sự bất hạnh của người khác trừ khi điều bất hạnh đó xảy ra với tên tội phạm chiến tranh bị kết án và đang chạy trốn Igor Streko. Anton Jurashenko, cố vấn nội vụ Ukraine viết kẻ khủng bố Gekin Streko hôm nay đã bị kết án 4 năm tù. Kẻ khủng bố người Nga Igor Gekin, kẻ đã giúp bắn hạ MH17 và xâm chiếm Donbass vào năm 2014, đã bị kết án 4 năm tù tại nhà tù hình sự Nga vì đã công khai thách thức Putin. Chế độ độc tài Putin sẽ tự ăn thịt mình khi nó tiếp tục thối rữa từ bên trong, Jason J. Smart từ Kyiv Post viết. Newsweek đã liên hệ với điện cầm linh để bình luận. Phát ngôn nhân của Putin phản ứng trước nỗ lực tuyển dụng người Nga của CIA. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Putin spokesman's response to CIA efforts to recruit Russians. Nghĩa là phát ngôn nhân của Putin phản ứng trước nỗ lực tuyển dụng người Nga của CIA. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ của phần trình bày của Thảo Ly. Dmitry Peskov, phát ngôn nhân của Putin, hôm thứ Ba đã chế ngạo cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ, gọi tắt là CIA, vì đăng một đoạn video cố gắng tuyển dụng các sĩ quan tình báo Nga làm điệp viên nhị trùng. CIA đã đăng trên video lên X, Facebook và Telegram vào thứ Hai. Đoạn clip bằng tiếng Nga được thiết kế như một thông điệp gửi tới các cơ quan tình báo Nga, cố gắng thuyết phục họ hợp tác với Mỹ bằng cách đề cập đến các cáo buộc tham nhũng của chính phủ Putin. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin Peskov nói đùa rằng lẽ ra CIA nên đăng video lên VKontakte, một nền tảng xã hội được sử dụng rộng rãi ở Nga. Peskov nói,
ai đó nên nói với CIA rằng Vicon-Kate ở đây phổ biến hơn nhiều so với X bị cấm và Vicon-Kate có lượng khán giả lớn hơn nhiều. Bài đăng hôm thứ Hai không phải là lần đầu tiên CIA cố gắng tuyển dụng điệp nhi viên nhị trùng của Nga. Vào tháng 5 năm 2023, cơ quan này đã đăng một video tương tự lên các nền tảng mạng xã hội nhằm vào những công dân ở Nga phản đối cuộc chiến ở Ukraine hoặc không hài lòng với cuộc sống ở đất nước họ. Peskov cũng đề cập đến đoạn video trước đó, nói với các phóng viên vào tháng 5 rằng ông không chú ý đến nó, nhưng nói rằng ông tin chắc chắn rằng các cơ quan đặc biệt của chúng tôi đang giám sát không gian này theo cách cần thiết. Theo TASS, vào thời điểm đó, Peskov cho biết, tất cả chúng ta đều biết rất rõ ràng, CIA và các cơ quan tình báo phương Tây khác không giảm hoạt động của họ trên lãnh thổ đất nước chúng ta. Vì Peskov phớt lờ các đoạn video, thì CIA báo cáo đã đạt được thành công với chiến dịch này. Một quan chức CIA nói với Newsweek, chúng tôi nhận thấy người Nga tiếp cận nhiều hơn nhờ các video. Reuters đã cung cấp bản dịch tiếng Anh một số phần trong video tuyển dụng mới của CIA. Hãng tin này viết đoạn clip có một người đàn ông miêu tả một nhân viên giấu tên của cơ quan tình báo quân đội Nga tự nhận mình là một người yêu nước Nga và từng phục vụ như một lính dù. Tôi có đủ can đảm để đối mặt với sự phản bội này không? Người đàn ông nói trong video. Theo Reuters, anh ta xem những bức ảnh trong ngôi nhà thiếu ánh sáng của mình. Hình ảnh những chiếc xe hơi sang trọng, một túi tiền và những người ăn mặc bánh bao đang nâng cốc sau đó hiện lên trên màn hình. Diễn giả nói tiếp, giới lãnh đạo cao nhất đã bán đất nước để lấy cung điện và du thuyền vào thời điểm binh lính của chúng ta đang nhai khoai tây, thối và bắn bằng súng khí thời tiền sử. Người dân của chúng ta buộc phải đưa hối lộ để tìm việc làm. Đoạn clip kết thúc với cảnh người đàn ông đứng ngoài trời tuyết trong khi liên lạc với CIA bằng điện thoại di động. Một phát ngôn viên của CIA nói với Newsweek, đoạn video cho thấy có bao nhiêu người Nga bị buộc phải hy sinh rất nhiều và phải đương đầu với rất nhiều khó khăn lúc này. Phó giám đốc CIA David Cohen cũng đề cập đến thông điệp của video khi phát biểu tại Bảo tàng Gián điệp Quốc tế hôm thứ Hai, gọi nó về cơ bản là một lời chào hàng với những người ở Nga, những người không hài lòng với chế độ, những người nhìn thấy một tương lai tốt đẹp hơn cho nước Nga. Một tương lai mà thẳng thắn mà nói, chúng ta có thể giúp họ đạt được thành tựu nếu họ làm việc cho chúng tôi. Danh sách các tù binh Ukraine thiệt mạng, có những người đã được trao trả. Ủy viên nhân quyền Ukraine Dmytro Lubinets nói với Reuters rằng danh sách được chia sẻ trên truyền thông Nga về các tù nhân chiến tranh Ukraine được cho là đã có mặt trên chiếc máy bay bị rơi ở vùng Belgorod hôm thứ Tư có sự khác biệt. Chúng tôi đã tìm thấy những công dân Ukraine trong danh sách đã được trao đổi trước đó. TASS trước đó đã báo cáo rằng các nhà điều tra tại vụ tai nạn sẽ yêu cầu mẫu DNA để có thể xác định danh tính người chết. Nó nói tiếp rằng, sau khi xác định được tất cả những người đã chết, thân nhân của các tù nhân chiến tranh Ukraine có thể được coi là nạn nhân trong một vụ án hình sự, sẽ chống lại Kyiv vì phải chịu trách nhiệm về cái chết của đồng bào mình. Nga mất 950 quân, 30 xe tăng, 59 pháo binh trong một ngày. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Russia losses 950 troops, 30 tanks, 59 artillery in one day, Kyiv. Nghĩa là Kyiv cho biết Nga mất 950 quân, 30 xe tăng, 59 pháo binh trong một ngày. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Quân đội của Putin đã mất 950 binh sĩ, 30 xe tăng và 59 hệ thống pháo binh chỉ trong một ngày. Quân đội Ukraine cho biết trong một bản cập nhật hôm thứ Năm, Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đăng số liệu về tổn thất về quân đội và trang thiết bị của Nga như một phần cập nhật hàng ngày về cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Mặc dù khoa đã mất 950 binh sĩ trong 24 giờ qua, theo số liệu thương vong mới nhất của quân đội Ukraine về quân đội Nga, nâng tổng số lên 379.610.
Bản cập nhật cho biết Nga cũng đã mất tổng cộng 6.257 xe tăng, 9.067 hệ thống pháo binh, 11.621 xe chiến đấu bọc thép, 12.044 phương tiện và thùng nhiên liệu, cùng 331 máy bay phản lực quân sự trong cuộc chiến đang diễn ra. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17 tháng Giêng cho rằng điều quan trọng là Ukraine phải giữ được thế chủ động trong cuộc chiến đang tiến gần đến mốc 2 năm. Chúng tôi muốn việc kết thúc chiến tranh phụ thuộc vào hành động của Ukraine. Thế giới ủng hộ quan điểm này. Và đây là nhiệm vụ cơ bản, đó là duy trì thế chủ động để chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ hơn, ông nói trong một bài phát biểu. Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo về khả năng xảy ra những hậu quả đáng kể đối với người Ukraine nếu Quốc hội Mỹ tiếp tục trì hoãn quyết định hỗ trợ thêm về quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Ukraine. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, chúng tôi mong đợi và hy vọng rằng Quốc hội sẽ có thể hành động nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể để chúng tôi có thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ hỗ trợ các đối tác Ukraine của mình. Ông nhấn mạnh rằng điều này bao gồm hỗ trợ an ninh cũng như hỗ trợ kinh tế và nhân đạo. Nếu chúng ta không làm được điều này, sẽ có những hậu quả thực sự rõ ràng và hữu hình. Và cuối cùng, người dân Ukraine và nỗ lực chống lại sự xâm lược của Nga sẽ bị ảnh hưởng. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh hôm thứ Năm ngày 25 tháng Giêng. Ông cũng lưu ý rằng các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, nhân đạo và các tổ chức đối tác khác hỗ trợ Ukraine trong nhiều lĩnh vực khác nhau cũng sẽ gặp rủi ro. Quốc hội Mỹ vẫn đang tiếp tục thảo luận về việc thông qua yêu cầu của Tổng thống Biden về việc chi tiêu bổ sung cho quốc phòng, trong đó có hơn 60 tỷ Mỹ Kim viện trợ cho Ukraine. Đồng minh của Putin than phiền về các cuộc tấn công đêm qua bằng FPV. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Putin ally bemoans Ukraine's gamers with drones after overnight FPV raid. Nghĩa là đồng minh của Putin than phiền về các game thủ sử dụng máy bay không người lái của Ukraine sau cuộc tấn công qua đêm bằng FPV. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Một quan chức hàng đầu của Nga cho biết các lực lượng Nga đang cạnh tranh với các game thủ Ukraine sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, gọi tắt là FPV trên chiến tuyến chống lại các thành trì của Nga, khi các phương tiện không có người lái này ngày càng nổi tiếng hơn trong cuộc chiến kéo dài 23 tháng này. Dmitry Rogozin, cựu giám đốc cơ quan vũ trụ Nga, hiện là quan chức do Mạc Tư Khoa bổ nhiệm tại Zaporizhia cho biết, các nhà khai thác phương tiện không người lái của Ukraine đã thực hiện một cuộc đột kích liên tục vào các vị trí của Nga trong nhiều ngày tại một địa điểm không được tiết lộ dọc theo chiến tuyến vùng miền Nam Ukraine. Trong 4 giờ, 24 máy bay không người lái FPV đã bay đến thành trì duy nhất trong số các tiểu đoàn tình nguyện của chúng tôi. Ông nói như trên hôm thứ Ba. Rogozin nói thêm, đây là một loại pháo mới, nghệ thuật trên không có độ chính xác cao. Nó sẽ dần dần thay thế pháo thông thường và pháo hỏa tiễn vì nó chính xác hơn và rẻ hơn nhiều. Đồng thời, người điều khiển các máy bay không người lái này có thể nhìn thấy việc ghi lại các lần bắn trúng mục tiêu. Khi được liên hệ để yêu cầu bình luận, quân đội Ukraine đã giới thiệu cho Newsweek những thông tin cập nhật về hoạt động của họ được đăng trên mạng xã hội. Vào đầu tháng 12, Mikhail Fedorov, Bộ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ thuật số của Kyiv, người chỉ đạo các nỗ lực sử dụng máy bay không người lái của Ukraine chống lại Nga, nói với Newsweek rằng máy bay không người lái FPV hiện đang trở nên hữu ích hơn đối với các chiến binh tiền tuyến của Ukraine hơn là pháo binh. Fedorov cho biết các phương tiện không người lái FPV đã nhanh chóng trở thành kẻ thay đổi cuộc chơi trên chiến trường Ukraine, hạ gục hàng loạt khí tài của Nga. Ông nhận xét, đôi khi chúng hoạt động còn hiệu quả hơn cả pháo binh. Vì vậy, máy bay không người lái FPV thực sự là một cuộc cách mạng công nghệ. Mặc dù bản thân công nghệ này khá dễ dàng, nhưng hóa ra nó lại rất hiệu quả. Chuyên gia về máy bay không người lái ở Anh, Steve Wright, nói với Newsweek vào tháng trước rằng máy bay không người lái FPV chắc chắn dường như hoạt động tốt hơn trong một số trường hợp so với pháo binh ở Ukraine. Ông nói, theo nhiều cách, việc sử dụng máy bay không người lái FPV trên chiến trường là sự tiếp nối của một xu hướng, đặc biệt là ở phương Tây, chuyển sang tấn công ngày càng chặt chẽ hơn bằng chất nổ. Ukraine vẫn duy trì lời kêu gọi cung cấp đạn dược và đạn pháo từ các đồng minh cho các hệ thống pháo binh của mình, vốn vẫn là một năng lực quan trọng đối với Kyiv.
Hôm thứ Ba, NATO đã ký hợp đồng mua đạn pháo 155 ly trị giá 1,2 tỷ Mỹ Kim để bổ sung vào kho dự trữ của Liên minh sau khi chuyển đạn sang Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã trở thành một cuộc chiến về đạn dược. Vì vậy, điều quan trọng là các đồng minh phải nạp đầy kho dự trữ của mình trong khi chúng tôi tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Tại sao lực lượng vũ trang Ukraine cần đạn pháo và pháo nếu chúng được thay thế bởi các game thủ bằng đạn và lựu đạn bay trên máy bay không người lái tốc độ cao? Rogozin đã viết vào thứ Ba. Chúng ta nên ngay lập tức thực hiện các biện pháp ngăn chặn đối phương chiếm ưu thế trên không do sự thống trị của các máy bay không người lái trinh sát và máy bay không người lái sát thủ của chúng. Rogozin cho biết trong một bài đăng hôm thứ Tư. Chúng sinh sản và sinh sôi nảy nở, không có nơi nào để trốn khỏi chúng. Việc giải quyết vấn đề phá hủy máy bay không người lái FPV là điều cần thiết. Ukraine đã tích lũy hàng chục ngàn máy bay không người lái như vậy thông qua các vòng gây quỹ và tăng cường sản xuất chúng trong nước. Máy bay không người lái FPV thường được sử dụng để ghi lại cảnh quay chiến trường, thường xuất hiện để chiếu cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Kamikaze của Ukraine vào các mục tiêu quân sự của Nga, sau đó được quân đội Kyiv chia sẻ. Máy bay không người lái có chất nổ có giá thành rẻ, thường sử dụng các bộ phận được mua thương mại và có thể tấn công phương tiện hoặc nhân viên của đối phương. Federal nói, tình hình tiền tuyến phụ thuộc vào máy bay không người lái. Đây là cuộc chiến 24/7. Tuy nhiên, một chỉ huy Ukraine cho biết vào giữa tháng 12 rằng, xét về số lượng tổng thể, cứ 5-7 máy bay không người lái FPV của Nga, thì Kyiv chỉ có một máy bay không người lái ở các khu vực chiến trường quan trọng ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Các máy bay không người lái FPV của Nga bay vào không phận Ukraine và tìm kiếm bất kỳ mục tiêu nào họ có thể tìm thấy ở đó. Yuri Fedorenko, chỉ huy công ty máy bay không người lái Achilles của Ukraine, trực thuộc lữ đoàn tấn công số 92 của nước này, nói với truyền thông Ukraine. Mặc dù Ukraine ban đầu thống trị việc sản xuất FPV vào năm 2023, nhưng Nga đã tăng cường các chương trình của mình và gửi một số lượng lớn phương tiện không người lái ra tiền tuyến. Samuel Bendet, thuộc Trung tâm Phân tích Hải quân, một tổ chức nghiên cứu của Mỹ trước đây nói với Newsweek, Bendet cho biết sự phát triển FPV của Nga có lẽ đã tăng trưởng theo cấp số nhân, mặc dù rất khó để xác định có bao nhiêu máy bay không người lái FPV hiện diện trên chiến trường. Người phụ nữ Nga bị kết án 27 năm tù vì vụ đánh bom ở St. Petersburg khiến blogger chiến tranh thiệt mạng. Daria Tripova, 26 tuổi, đã bị bỏ tù 27 năm vì gieo một quả bom phát nổ vào tay một blogger quân sự ủng hộ chiến tranh vào năm ngoái, giết chết anh ta ngay tại chỗ. Người phụ nữ Nga đã bị tòa án St. Petersburg kết án với các tội danh bao gồm tội khủng bố liên quan đến cái chết của blogger Vladlen Tatarsky. Tatarsky đã bị giết bởi một quả bom được giấu bên trong một bức tượng nhỏ giống anh mà Tripova đã tặng anh như một món quà trong buổi nói chuyện mà anh đang diễn ra tại một quán cà phê ở St. Petersburg. Tripova cho biết cô đã bị gài bẫy và nghĩ rằng bức tượng chứa một thiết bị nghe lén chứ không phải một quả bom. Tatarsky tên thật là Maxim Fomin, có hơn 560.000 người theo dõi trên Telegram và là một trong những blogger quân sự có ảnh hưởng nhất đất nước, hơn 30 người bị thương trong vụ nổ. Reuters đưa tin, cô nói trước phiên tòa rằng cô hành động theo lệnh của một người đàn ông ở Ukraine mà cô biết là Gesto, tiếng Đức có nghĩa là hình dạng, người đã gửi tiền và chỉ dẫn cho cô vài tháng trước vụ đánh bom quán cà phê. Tripova cho biết, cô đã làm theo chỉ dẫn của Gesto vì cô cho rằng mục đích nghe lén Tatarsky là để tìm hiểu thêm những gì anh ta biết về cuộc chiến, điều mà cô phản đối. Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn và xấu hổ vì sự cả tin, ngây thơ của mình đã dẫn đến hậu quả thảm khốc như vậy. Tôi không muốn làm tổn thương bất cứ ai. Cô nói trước tòa vào đầu tuần này, tôi cảm thấy đặc biệt đau đớn và xấu hổ vì chính tay tôi đã thực hiện một hành động khủng bố. Nga cáo buộc Ukraine ngay sau vụ tấn công sát hại Tatarsky. Các quan chức cao cấp Ukraine không nhận trách nhiệm cũng như không phủ nhận có liên quan đến cái chết của Tatarsky. Người bào chữa cho biết Tripova cũng là nạn nhân vì bản thân cô có thể đã bị giết hoặc bị thương. Sau khi quả bom phát nổ, một người bạn của chồng cô tên là Dmitry Kasensev đã để cô ở lại căn nhà của anh ta đêm đó. Cô ấy bị bắt ở đó vào ngày hôm sau. Kasensev hôm thứ Năm đã bị kết án 1 năm 9 tháng vì giúp cô lẩn trốn, bất chấp lời khai từ Tripova rằng cô chưa bao giờ gặp anh ta trước đây và anh ta không liên quan gì đến quả bom.
HIMARS tấn công các phi công máy bay không người lái Nga. Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề Russians claim location leak for HIMARS hit on Judgment Day drone pilots. Nghĩa là người Nga đổ lỗi cho việc rò rỉ vị trí khiến HIMARS tấn công các phi công máy bay không người lái trong ngày phán xét. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Theo báo cáo địa phương, lực lượng Kyiv đã tấn công một khu huấn luyện quân sự của Nga ở khu vực Donetsk, phía đông Ukraine hôm thứ Tư, tấn công một nhóm phi công lái máy bay không người lái sử dụng hệ thống hỏa tuyến pháo binh cơ động cao gọi tắt là HIMARS do Mỹ sản xuất. Blogger quân sự người Nga Vladimir Romano cho biết, một số người điều khiển máy bay không người lái cho biết họ có thể bị tấn công gần thành phố Ilovaisk vì nhà lãnh đạo nhóm Sudoplato hay ngày phán xét đã bất cẩn đưa ra tọa độ vị trí của họ cho người lạ thông qua một bot về nơi đào tạo. HIMARS đã đến, có người chết. Những người điều khiển máy bay không người lái được tường trình đã cho biết như trên. Romano, một blogger ủng hộ Điện Cẩm Linh, được biết đến là người đáng tin cậy. Sudoplato là một nhóm tình nguyện viên người Nga cho biết họ sản xuất 1.000 máy bay không người lái mỗi ngày. Forbes đưa tin vào tháng 12. Máy bay không người lái đóng vai trò quan trọng đối với các nỗ lực chiến tranh của cả Nga và Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm. Hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm tình nguyện này được thành lập vào tháng 11 năm 2023. Nó cho biết đây cũng là một trường đào tạo những người điều khiển máy bay không người lái. Sản lượng tuy nhỏ nhưng đây là lợi thế của nó. Bạn có thể nhanh chóng thực hiện các thay đổi về thiết kế hoặc nhanh chóng hoàn thành đơn đặt hàng riêng lẻ cho một đơn vị cho một nhiệm vụ chiến đấu cụ thể. Việc xếp hàng vào lớp đã được lên lịch từ nhiều tháng trước. Các học viên được huấn luyện ngay từ giai đoạn đầu và các chiến binh giàu kinh nghiệm đến để nâng cao trình độ cũng như chuyển giao kinh nghiệm chiến đấu có được trên dưới tuyến chiến đấu. Đài VCHK OGPU có ý định thu thập thông tin nội bộ từ lực lượng an ninh, cho biết hôm thứ Năm rằng 24 quân nhân Nga đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong vụ tấn công. Kênh Telegram Astra của Nga cho biết, khu huấn luyện quân sự bị tấn công có lẽ là từ hệ thống hỏa tiễn HIMARS. Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công một cơ sở huấn luyện quân sự ở Ilovaisk bị tạm chiếm. Có người chết và bị thương. Kênh này cho biết, con số thương vong đang được xác định. Cả phía Nga và phía Ukraine đều không chính thức thông báo về vụ pháo kích. Romano nói thêm rằng ban quản lý dự án Sudoplato hiện đang cố gắng che đậy tình hình. Newsweek không thể xác minh độc lập các báo cáo và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email. Điện Cẩm Linh chưa bình luận về vụ việc. Cho đến nay, Hoa Kỳ đã tặng 39 HIMARS cho Ukraine thông qua các gói viện trợ quân sự cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.